Ủy ban dân tỉnh họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phóng sự các bệnh viện sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đề án bảo tồn loài trà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thông tin ngày mới hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo chủ động phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán, Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong, trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Văn Tân đồng chủ trì để nghe các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đưa ra các phương án cùng tham dự, có đại diện các sở ban ngành ở tỉnh. Tính đến 6 giờ ngày 2 tháng 2, cả nước ghi nhận tổng cộng 271 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại 10 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương, Hòa Bình, Hải Phòng, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ diễn biến hết sức phức tạp và có khả năng lan rộng ra nhiều địa phương. Đối với những trường hợp nhiễm COVID-19 mới được phát hiện gần đây, đều nhiễm chủng virus biến thể, khả năng lây lan nhanh và thời gian ủ bệnh lâu. Do đó, việc triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán là vô cùng cần thiết. Hiện nay, Ủy ban dân tỉnh đã xây dựng phương án cho từng cấp độ dịch bệnh, đồng thời yêu cầu tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, nghiêm túc thực hiện biện pháp 5K. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị địa phương cần đặt nhiệm vụ dự phòng ở mức cao nhất, đánh giá lại các yếu tố bên ngoài xâm nhập vào, kể cả con người, hàng hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý con người về từ vùng dịch cần tăng cường giám sát chặt chẽ, người về từ địa phương có ca dương tính. Cần phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Kích hoạt lại toàn bộ các đội giám sát, đội đáp ứng nhanh, chống dịch, nâng cao năng lực xét nghiệm, chủ động dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất, sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tất cả những vấn đề gì liên quan đến các cơ sở, lực lượng để phục vụ cho của tỉnh là Bộ Chỉ huy sự tỉnh phải có xây dựng kế hoạch rất là chi tiết, cụ thể và chủ động. Còn nếu vướng thì báo cáo ủy ban sớm, đề nghị y tế xem thì quyết toán được tất cả các cái kinh phí mà trước đây đã cấp trong năm 2020 đó. Đồng thời là vẫn phải xây dựng cái dự toán kinh phí để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch ít nhất là của cái đợt cao điểm này. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Trí Thanh khuyến khích tất cả mọi người đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt cơ quan công sở, những nơi giao dịch. Đây là thời điểm cuối năm đón Tết cổ truyền, lễ hội, ngành văn hóa thể thao và du lịch cần tạm dừng các hoạt động mang tính sự kiện, khuyến cáo bà con dừng việc tiệc tùng, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch để mọi người dân đón Tết Nguyên đán trong tâm thế an toàn. Về phía cơ quan quân sự, chuẩn bị phương án lễ giao nhận quân một cách an toàn tuyệt đối. Đối với học sinh thực hiện theo khung chương trình đã thống nhất, tức là hết thứ bảy này. Tuy nhiên, tùy tình huống cụ thể, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức phải gương mẫu, hạn chế di chuyển ngoài địa bàn cư trú trong thời gian trước, trong và sau Tết. Bộ Y tế vừa phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vaccine ngừa COVID-19 do công ty AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phối hợp sản xuất. Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được phép sử dụng tại Việt Nam và là vaccine dạng tiêm, mỗi liều 0,5ml, phác đồ tiêm 2 liều tiêu chuẩn cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Vaccine được nhập khẩu theo quy định về trường hợp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh. Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và Sinh phẩm Y tế được giao trách nhiệm kiểm định vaccine này trước khi đưa ra sử dụng. Dự kiến Việt Nam sẽ được mua 30 triệu liều về dần kể từ đầu năm nay. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành y tế tỉnh đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh. Các bệnh viện, cơ sở y tế triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa đảm bảo phòng chống dịch trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã và đang thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong bệnh viện. Bên cạnh việc lập chốt kiểm soát tại cổng khoa cấp cứu và khoa khám bệnh để đo thân nhiệt, khai báo y tế và sát khuẩn cho người dân trước khi vào bệnh viện, tại mỗi khoa phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng lập chốt kiểm soát để đảm bảo bệnh viện an toàn.
bệnh viện đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch và điều trị bệnh nhân như trong các đợt dịch trước. Đặc biệt, các khu giám sát phát hiện và cách ly các trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 vào các khu chuyên biệt điều trị COVID-19. Về vấn đề chống dịch thì thực hiện đầy đủ các cái chỉ đạo của Sở Y tế. Chúng tôi đã lên dự trù các cái phương tiện chống dịch, hậu cần chống dịch. Về con người thì chúng tôi đã thống nhất phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam là không được ra khỏi tỉnh Quảng Nam trong cái dịp Tết này. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, thậm chí là tăng cường cho các tâm dịch khi có yêu cầu của Ủy ban nhân tỉnh cũng như là của Bộ Y tế. Không riêng gì Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tất cả các bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khởi động lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đợt 3 ở mức cao nhất. Qua kiểm tra cho thấy, các bệnh viện trong tỉnh tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Y tế và đặc biệt là thực hiện quyết định số 3088 ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Bệnh viện An toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Bệnh viện phân luồng ngay khi bệnh nhân vào. Tất cả bệnh nhân vào đều được khai báo y tế, đeo khẩu trang. Các bệnh viện đều thực hiện giãn cách đúng quy định và đều đảm bảo chất sát khuẩn. Điều này thì nghĩ rằng bệnh viện đã tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế. Chúng ta làm tốt điều này thì mới mong muốn là bệnh viện với an toàn trong thời điểm hiện tại là dịch COVID diễn biến tương đối khá phức tạp trên toàn quốc. Ngay từ khi có các ca bệnh mới ở Quảng Ninh và Hải Dương, Sở Y tế Quảng Nam đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 tổ chức nhiều cuộc họp và tham mưu nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo các địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh từ công tác chuẩn bị đến nguồn nhân vật lực, trang thiết bị thiết yếu, khởi động lại tất cả các tổ kiểm soát dịch trong cộng đồng và tất cả các khu cách ly tập trung. Cạnh đó thành lập các tổ cấp cứu ngoại viện và các tổ cấp cứu lưu động để sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch. Và hiện tại các bệnh viện đã triển khai các cái công tác trực gấp bốn cấp để vừa trực gấp cho công tác khám chữa bệnh hàng ngày cấp cứu bệnh nhân, vừa là triển khai cái tổ để điều trị cấp cứu sẵn sàng ngoại viện trong công tác phòng chống dịch, kể cả Sở Y tế cũng vậy. Và khuyến cáo người dân trong dịp này không nên đi xa, không nên đến các cái tỉnh mà có dịch để nó an toàn, và đặc biệt là hạn chế đến bệnh viện khi không cần thiết, hạn chế đến những nơi đông người. Các bệnh viện trong tỉnh hiện đã sẵn sàng các khu cách ly điều trị COVID-19, chăm sóc y tế đối với các bệnh nhân từ nước ngoài và các vùng dịch về trước khi đưa vào các khu cách ly tập trung, đảm bảo trực gác 4 cấp. Sở Y tế cũng đã phân công lịch trực Tết Nguyên đán đi đôi với lịch trực phòng chống COVID-19. Đặc biệt năm nay thành lập tổ kiểm tra phòng chống dịch 24/24, bất cứ lúc nào cũng lên đường làm nhiệm vụ khi có dịch xảy ra và khi có điều động của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn báo cáo đề án bảo tồn loài trà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành. Trà vá chân xám là loài thú linh trưởng đặc hữu của Việt Nam thuộc nhóm B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Loài này chỉ phân bố ở 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có Quảng Nam. Kết quả khảo sát trên khoảng 30 hectare rừng tự nhiên ở xã Tam Mỹ Tây cho thấy có tổng số 68 cá thể trong 6 đàn. Đây là quần thể trà vá chân xám duy nhất trên thế giới dễ dàng quan sát được ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, đây là dải rừng nghèo, mối đe dọa đến sự sinh tồn của quần thể, gồm cả yếu tố tự nhiên như thiếu thức ăn, nơi ở, nguy cơ thoái hóa nguồn gen do giao phối cận huyết, các tác động từ con người. Vì vậy, đề án bảo tồn loài trà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành đã được xây dựng là hết sức cần thiết, cấp bách. Đề án hướng đến mục tiêu bảo vệ 30 hectare rừng tự nhiên hiện có và phục hồi 30 hectare cây bản địa tạo thành vùng, đề xuất quy hoạch rừng đặc dụng với diện tích 60 hectare để đảm bảo sinh cảnh sống cho 68 cá thể trà vá chân xám. Đến năm 2030, nâng tổng diện tích môi trường sống mà trà vá chân xám có thể sử dụng lên 150 hectare nhằm đáp ứng sự tồn tại và phát triển của quần thể, cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục hoàn thiện các pháp lý của đề án để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Giao Sở Thông tin Truyền thông định hướng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trà vá chân xám cũng như công tác bảo tồn đang được nỗ lực thực hiện tại Quảng Nam. Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, để bảo tồn có hiệu quả loài trà vá chân xám quý hiếm tại Tam Mỹ Tây,
phục vụ cho sự phát triển bền vững thì phải dựa vào cộng đồng. Trong đó, người dân địa phương là yếu tố quan trọng trực tiếp tham gia vào công tác gìn giữ và bảo tồn động vật quý hiếm. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh tổ chức lễ trao giải thưởng Phao Du Trên năm 2020 cho 38 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Nhằm khuyến khích phát triển tài năng trẻ, khơi dậy ý chí học tập cho các em học sinh, nghiên cứu sinh từ 10 năm nay, giải thưởng Phan Chu Trinh được tổ chức chính tại quê hương của cụ Phan Chu Trinh. Giải thưởng chính là sự vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 2, khóa 8 của Đảng vào thực tiễn, coi giáo dục đào tạo khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Giải thưởng đã tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài địa phương và nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, học sinh sinh viên, nghiên cứu sinh và nhân dân. Giải thưởng được duy trì thời gian qua và được địa phương xác định là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng và phong trào thi đua dạy tốt học tốt của huyện. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 38 giải cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và học tập. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Văn Anh Tuấn cùng đoàn công tác vừa có buổi đi kiểm tra việc thi công sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Quốc lộ 40B là trục đường huyết mạch nối thành phố Tam Kỳ với huyện Tiên Phước với lượng xe lưu thông lớn đang được thi công nâng cấp. Tuy nhiên hiện nay mặt đường tại một số vị trí còn hẹp, nhiều đoạn nhếch nhác, xuống cấp. Kiểm tra tại đây, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Văn Anh Tuấn đề nghị đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Trước khi tạm dừng thi công, phải thực hiện dọn dẹp vệ sinh, rào chắn an toàn và đặt các biển cảnh báo các phần công trình chưa xong để tránh ảnh hưởng việc đi lại, vui đón Tết của người dân. Trong thời gian nghỉ Tết Tân Sửu, phải cắt cử người trực thường xuyên thực hiện việc tưới nước để hạn chế bụi nếu thời tiết nắng nóng. Đối với việc duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường tỉnh như DT-606, DT-609, DT-611, DT-613B, Sở Giao thông Vận tải cho biết đến ngày 24 tháng Chạp sẽ hoàn tất đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Một số tuyến đường khác như quốc lộ 14B, 14D, 14E, Sở Giao thông Vận tải cho biết cũng đã hoàn thành việc quét vôi cầu cống và các cọc tiêu, vệ sinh mặt cầu, sơn biển báo và vét rãnh dọc, vá ổ gà, sửa chữa mặt đường, sơn dặm tim đường, bổ sung các tiêu phản quang, dẫn hướng trên các cọc tiêu. Tại Thăng Bình, sáng qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 22 xã thị trấn trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các cán bộ mặt trận xã thị trấn được truyền đạt thông tri số 12 ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra giám sát công tác bầu cử. Thông tri số 13 ngày 19 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết liên tịch ngày 15 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua hội nghị nhằm giúp các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình nắm vững các nội dung quy định để triển khai công tác bầu cử tại địa phương đảm bảo đúng quy định. Sáng qua, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2021 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phiên họp diễn ra ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ 13 vừa bế mạc và trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ngay trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ phiên họp diễn ra sau khi Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bế mạc. Với kết quả thành công tốt đẹp, nhiều văn kiện quan trọng của Đảng đã được Đại hội nhất trí thông qua, tạo cơ sở cho đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn sắp tới. Trong đó, báo cáo chính trị, chiến lược phát triển 10 năm, kế hoạch 5 năm và một số báo cáo khác có sự đóng góp trực tiếp của Chính phủ, của Tiểu ban Kinh tế Xã hội. Về tình hình dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng đánh giá, từ ngày 27 tháng 1 đã xuất hiện một số ca COVID-19 trong cộng đồng. Đến nay có 271 ca ở 10 tỉnh, thành phố. Sau đây đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ báo cáo với Chính phủ một số giải pháp lớn. Nhưng mà những chủ trương như tăng cường lực lượng, khoanh ổ dịch, truy vết, xét nghiệm diện rộng, dừng một số hoạt động, kiểm tra đôn đốc quyết liệt.
Cho nên đến nay có thể nói chúng ta đã kiểm soát một cách cơ bản tình hình, tất nhiên còn nhiều vấn đề diễn biến phức tạp. Tại phiên họp chính phủ, Thủ tướng đề nghị thảo luận cả việc sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý 1 này. Lo lắng khi COVID-19 bùng phát trở lại, hàng loạt du khách hủy tour đến các điểm du lịch chưa xuất hiện ca mắc nhiễm trên cả nước. Theo khảo sát của Hiệp hội Du lịch Sapa, dù tỉnh Lào Cai chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhưng đã có 18-25%, tương đương với 12.000-17.000 khách hủy tour Sapa trong dịp Tết Nguyên đán. Tương tự, tại nhiều công ty du lịch khác cũng ghi nhận khoảng 30% lượng khách hủy dịch vụ, chủ yếu là các du khách từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, các công ty đã thông báo hủy tour đến Quảng Ninh và chuyển hướng điểm tham quan cho du khách. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Tân Sửu đã cận kề. Thời điểm này, ngư dân tại khu vực miền Trung đang tất bật chuẩn bị vươn khơi bám biển với hy vọng chuyến biển cuối năm sẽ bội thu. Âu Thuyền, Thọ Quang, những ngày cận Tết, hàng trăm tàu thuyền đang tất bật lấy xăng dầu, nước đá, thực phẩm để chuẩn bị vươn khơi chuyến cuối cùng của năm. Trước giờ ra khơi, hầu hết ngư dân đều hy vọng sẽ khai thác được nhiều hải sản để khi trở về đất liền có thêm thu nhập giúp gia đình mua sắm trang trại trong dịp Tết. Lấy đá là 100 cây đá, một tấn rưỡi dầu, rồi đồ ăn, đồ uống, thức ăn đầy đủ là về tôi ra đi là xuất thành ngày 17 vào là khoảng là ngày 26-27. Và trong mong cái chuyến này là chuyến cuối năm, trong làm sao rồi được gặp cá rồi anh em mới có tiền về tiêu Tết. Trong năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai nên việc khai thác hải sản của ngư dân tại khu vực miền Trung gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, giáp Tết là thời điểm giá hải sản sẽ cao hơn so với ngày thường nên bà con quyết tâm vươn khơi để bù lại những khoản thâm hụt trong những tháng qua. Năm nào nó coi như gần Tết bắt đầu tới tháng chợp là bắt đầu là anh em cố gắng lắm, nhiệt tình đi làm, có gì nói chung là về cũng có giá trị đó, bán được, chứ còn mấy tháng kia là bán không trôi. Rồi nhờ mấy ngày này đây bà con dùng 1-2 tháng Tết này với lại ra riêng, nói chung là cũng cá nhờ nó bán cá ngừ nó thu mình bán được giá đó, cố gắng cho dân chợ thì Nam đi, nói chung là mình thấy khó khăn rồi đó. Anh em nói chung là hầu đào mua chợ cũng chưa có được bao nhiêu hết. Cào mong ăn Tết đồ nhưng đón đi rồi cho đi cho suốt đồ kiếm ít đồng về nuôi vợ nuôi con rồi. Hy vọng vào một chuyến biển bội thu, nhiều tàu dự kiến sẽ về cập bến trước Tết Nguyên đán vài ngày để cung cấp cho thị trường cũng như là cho lao động nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả. Rồi thì đi nghề biển thì cũng mặn ấy cái điều đó, nhưng mà cái biển cũng hay xui biết. Ví dụ như gặp sớm thì anh em mình vô sớm, còn vẫn ít quá thì anh em ở lại cũng chắc 27-28 mới vô. Hiện thời tiết khu vực miền Trung đang khá thuận lợi cho hành trình vươn khơi, hứa hẹn cái Tết đầm ấm đến với ngư dân nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác phát triển kinh tế xã hội miền núi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, việc sắp xếp bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới luôn được các địa phương quan tâm, triển khai nhiều giải pháp để góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, từ bước cải thiện đời sống nhân dân. Phóng sự thực hiện tại huyện Tây Giang, địa phương được xem là điểm sáng trong công tác này. Cách đây 3 năm, người dân thôn Arui, xã Giang luôn sống trong tình cảnh nơm nớp lo sợ vì sạt lở đất. Còn giờ đây, hơn 60 hộ đồng bào đã được ổn định tại khu tái định cư này. Gia đình A Lan Hiếu khi về tái định cư cũng như các hộ dân trong làng được hỗ trợ 40 triệu đồng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam để góp phần xây dựng nên những ngôi nhà đại đoàn kết như thế này. Có mặt bằng khang trang sạch đẹp, được xây dựng nhà kiên cố, thay đổi thói quen sinh hoạt và sản xuất, A Lan Hiếu cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt ở khu tái định cư này. Trước đây thì lo sợ là coi như là bị sạt lở là trời, lúc trời mưa to nhà cửa không đảm bảo, thì về đây nói chung là rất là yên ổn, vì về đây nói chung là nhà nước đầu tư cho mặt bằng và với nhà cửa thì đường xá là phương tiện, cho nên là chúng tôi là rất là mừng. Là mới Arui được quy hoạch trên một khu mặt bằng thoáng đãng với không gian rộng rãi, có đường giao thông thuận lợi. Làng được chia thành 3 cụm dân cư và đảm bảo các điều kiện về cuộc sống và sản xuất, nhất là an toàn khi mùa mưa bão, người dân không còn lo sợ chuyện sạt lở, cô lập như trước đây nữa. Tuy vậy, có được sự đồng thuận của người dân
để xây dựng những ngôi làng mới khang trang như thế này quả là không hề đơn giản, mà đòi hỏi có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy chính quyền địa phương. Mỗi cán bộ ở đây phải thực hiện phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân thì mới tuyên truyền vận động có hiệu quả. Thì lúc đầu thì thật sự các anh chứ có mặt bằng chia đất rồi nhưng cũng rất khó khăn. Người dân thì làm nhà thì theo ý của người dân. Đấy, với cái cương quyết của chúng tôi là đưa cái mục tiêu vào quy hoạch sắp xếp để rồi sau này phát triển lên nông thôn mới và thôn nông thôn mới thì nó khang trang hơn. Cho nên là chúng tôi quyết tâm là phải làm đồng bộ. Thứ nhất là đúng theo quy hoạch. Thứ hai nữa, khi dân cư vào ở rồi thì phải có nước, có nhà vệ sinh để đảm bảo cho dân ở, cho vệ sinh môi trường, cho nó đảm bảo. Không chỉ có cán bộ, đảng viên tham gia vận động người dân, mà huyện Tây Giang đã phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, để tiếng nói của họ được người dân tin và nghe theo, làm theo, nhất là hưởng ứng chủ trương sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới. Sau khi các khu tái định cư được hình thành, hạ tầng được hoàn thiện dần, đời sống người dân nâng lên rõ rệt. Như ở cụm dân cư có gần 40 hộ dân này, già làng Plup Ứ được xem là linh hồn của ngôi làng này cũng cảm nhận được sự đổi thay rất đáng tự hào. Đường xá này, nước sạch này, rồi đường bê tông, cho nên là bây giờ nhân dân rất là sung sướng, tất cả mọi người đều hưởng những cái chế độ ưu đãi của nhà nước nói chung, cho nên là nhân dân là đời sống bên đây cũng ổn định, là ít cái số nghèo là bây giờ nó giảm ít, tức là không còn nhiều nữa, đấy, cho nên là nhân dân thì sung sướng. Đến thời điểm hiện nay thì trên 115 cái điểm tái định cư, trên 300 hecta đất ở cho bà con, bố trí trên khoảng 4.800 hộ ổn định tái định cư lâu dài. Thì đây là cái có thể nói rằng là đây là một cái chính sách có thể nói là tác động hết sức tích cực và hiệu quả để cho người dân có ổn định chỗ ở. Thì đây là tôi cho là một cái kết quả bước đầu. Xác định có an cư mới lập nghiệp, trong những năm qua, huyện Tây Giang đã tập trung quy hoạch, sắp xếp lại dân cư, ổn định cuộc sống cho bà con xuống ở vùng thấp và tập trung, có khu nhà ở và khu sản xuất riêng biệt. Cùng với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với nhiều nguồn vốn, chương trình dự án được lồng ghép đầu tư hiệu quả, huyện Tây Giang cũng đã triển khai xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là gốc để các xã trong huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Tây Giang đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 và đã xây dựng 7 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, ngày có lúc giảm mây trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, ngày có lúc giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Prao mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây trời nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%, gió nhẹ.
Đến đây thì thời lượng của chương trình Thông tin Ngày Mới hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Ngày Mới số tiếp theo.